Ở đây mình xin giới thiệu cái dự án 39 Vino Đông Anh thuộc xã Vino, thị trấn Đông Anh. Đây là toàn bộ diện tích đất xây dựng dự án, tổng quan của dự án đây gồm diện tích đất là 9,8 ha. Gồm có 244 căn nhà phố liền kề và shop house và 466 căn hộ chung cư cao tầng. Mật độ xây dựng là 28,8%. Diện tích các cây xanh ở đây thì là 1,5 hecta và diện tích thương mại dịch vụ đây, các tòa thương mại dịch vụ sẽ là 1,5 hecta. Ở đây diện tích chủ yếu của các căn hộ ở dự án này là 70 m², tức là gồm có mặt tiền là 5 m và chiều sâu là 14 m. Diện tích các căn điển hình này là 164 m² xây dựng, 165 m² xây dựng, gồm có 3 tầng một lửng. Và điển hình là 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Đây các căn góc thì diện tích nó lớn hơn, diện tích từ 98 đến 144 m². Đây các căn góc. Diện tích xây dựng thì từ 165 đến 349 m², gồm có 3 tầng và 1 lửng. Đây có 3 tầng và 1 lửng. 3 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Đấy là các căn góc. Các căn góc thì diện tích nó lớn như vậy. Còn các căn hộ của liền kề thì trong này đều là các căn liền kề này. Liền kề thì có diện tích là 87 là các căn góc đến 170 m² là các căn góc. Thì diện tích xây dựng từ 162 đến 380 m², gồm có 3 tầng. Các căn góc ở trong khu liền kề này gồm 3 tầng, 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Còn các căn ở giữa này, các căn giữa thì nó cũng là điển hình là 70 m², diện tích xây dựng thì là 165 m², gồm có 3 tầng, 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Và các tầng tum. Tiện ích thì ở dự án thì có các rất là nhiều tiện ích, và tiện ích nội khu và tiện ích ngoại khu. Các tiện ích ngoại khu như là đi đền Cổ Loa này, di tích Cổ Loa, trung tâm thương mại, chợ tó thì nó ở ngay dự án luôn. Ở trung tâm hành chính Đông Anh, chợ trung tâm Đông Anh thì nó cũng gần với chợ tó. Bệnh viện đa khoa mình chỉ đi khoảng cây số là đến bệnh viện đa khoa Đông Anh. Công viên Kim Quy, đây đường này sẽ đi công viên Kim Quy này. Đây là con đường quy hoạch đi thẳng ra công viên Kim Quy. Trường trung học cơ sở Uy Nỗ, sân vận động Đông Anh này, cao đẳng Thăng Long, tiểu học Đông Anh, trung học phổ thông Đông Anh và trường trung học cơ sở Việt Hùng, bệnh viện TH Medical và sân golf Vân Trì. Đó là mình ở dự án, mình phải di chuyển đi rất nhiều cái điểm mà vui chơi giải trí sinh hoạt cộng đồng trên các sân góp. Mình đi về khu công nghiệp Đông Anh Nguyên Khê nó chỉ mất 10 phút, đi sân bay quốc tế Nội Bài mất khoảng chưa đến 20 phút, và để vào trung tâm Hà Nội nó khoảng là hơn 20 phút một chút. Đó.
thiệu tổng quan về cái dự án này. Dự án đang rất hot, bạn có quan tâm về đến căn hộ ở dự án, đồng liên hệ số điện thoại 0913374482, 0913374482. Đây là hotline của phòng kinh doanh, phòng bán hàng của dự án 319 Uy Lỗ Đông Anh. Bạn có nhu cầu mua căn hộ thì liên hệ số điện thoại 0913374482. Hôm nay phòng kinh doanh dự án, chủ đầu tư. Anh